quý vị, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi là một trong số các dự án luật đầu tay của Quốc hội khóa 15 đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào sáng nay 22 tháng 10. Giá vàng thế giới hôm nay không ổn định do lo ngại lạm phát và lo ngại mới về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã bù đắp áp lực từ việc tăng lãi suất trái phiếu của Mỹ. Bitcoin sau khi thiết lập mốc giá kỷ lục trên 67.000 đô la Mỹ đã quay đầu lao dốc, kéo nhiều tiền ảo rơi tự do để thị trường vào cơn bão lửa. Tất cả những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong chùm tin tài chính ngày hôm nay 22 tháng 10. Sáng nay 22 tháng 10, Chính phủ trình Quốc hội luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Tiếp nối chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đầu phiên họp sáng ngày 22 tháng 10, 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thử ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Sau đó, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi vẫn giữ nguyên kết cấu khung như cũ gồm 8 chương, 156 điều, dự thảo luật cụ thể hóa 7 nhóm chính sách về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, bảo hiểm quy mô, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, quản lý tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tuy nhiên ở dự thảo sửa đổi lần này lãnh đạo bộ tài chính cho biết sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra thanh tra chuyên ngành từ đó đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khách hàng sự an toàn của cả hệ thống tiết giảm chi phí xã hội trên thực tế, sau hơn 20 năm áp dụng và thực tiễn, luật cũ đã bộc lộ một số bất cập nhất định, không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới được sửa đổi bổ sung tại Bộ Luật Dân sự. Một số nội dung chưa có căn cứ áp dụng trong thực tiễn, chưa theo kịp thông lệ quốc tế. Do vậy, việc sửa đổi bổ sung luật là hết sức cần thiết. Đặc biệt, vấn đề liên quan đến các quy định trong hợp đồng bảo hiểm còn nặng, bảo vệ lợi ích của người bán. Nhiều bảo hiểm cho rằng, phản ánh từ người tham gia bảo hiểm cho biết, nhiều hợp đồng bảo hiểm ghi những từ hoặc cụm từ trừu tượng, khó hiểu hoặc hiểu theo hướng bảo vệ quyền lợi đơn vị kinh doanh là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong khi thực tế, đáng ra bảo hiểm phải có lợi cho người mua hơn là bên bán, bởi ý nghĩa thực sự của bảo hiểm là bảo vệ khách hàng. Đa số bày tỏ quan điểm trong giai đoạn khủng hoảng như dịch bệnh, thiên tai, dù do bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với hỗ trợ tổn thất của doanh nghiệp. Với quan điểm đây là hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, trong bất đợt thảo luận về dự thảo luật trước đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị trong luật sửa đổi cần có những quy định mang tính pháp lý để phòng ngừa gian lận trong tất cả các khâu, các nghiệp vụ, các hành vi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, dự thảo luật mới cũng cần thống nhất cơ quan quản lý về đào tạo bảo hiểm nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động này. Vì hoạt động bảo hiểm là đặc thù, khách hàng tiếp cận với các loại hình bảo hiểm thông qua đại lý bảo hiểm. Do đó, người đại lý cần phải nắm rõ về nguyên tắc hoạt động cũng như tư vấn đúng đủ cho khách hàng. Giá vàng hôm nay không ngừng tăng, nhà đầu tư trúng đập. Giá vàng thế giới hôm nay 22 tháng 10 tính đến đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng 1785 đô la Mỹ trên một ao, tăng 4 đô la Mỹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá vàng giao dịch không ổn định do lo ngại lạm phát và lo ngại mới về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã bù đắp áp lực từ việc tăng lợi suất trái phiếu của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi chỉ số đô la Mỹ giữ ổn định so với các đối thủ khác. Trong khi vàng thường được coi là biện pháp phòng ngừa lạm phát, việc giảm kích thích và tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời. Trước khi mở phiên sáng nay, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều trong khoảng từ 50.000 đến 160.000 đồng một lượng tại các hệ thống kinh doanh. Cụ thể, tại tập đoàn Doji, giá vàng ở chiều mua vàng và bán ra đồng loạt tăng 100.000 đồng trên một lượng và niêm yết ở mức 57,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và 58,05 triệu đồng trên một lượng bán ra. Còn tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng SCC điều chỉnh tăng 50.000 đồng cho một lượng ở chiều mua vào nhưng không thay đổi ở chiều bán ra. Tại công ty vàng bạc đá Quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Scc có cùng mức giảm 150.000 đồng cho một lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm lần lượt là 150.000 đồng cho một lượng và 160.000 đồng cho một lượng quy đổi theo giá đô la Mỹ của ngân hàng Vietcombank 22.855 đồng, giá bằng thế giới tương đương là 49,17 triệu đồng cho một lượng, thấp hơn 8,95 triệu đồng cho một lượng so với mức vàng trong nước. Bitcoin rơi tự do từ đỉnh lịch sử. Lúc 6 giờ ngày 22 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên CoinDesk tạm đứng ở mức 62.644 đô la Mỹ, giảm 5,1% tương đương mỗi khoi bị thổi bay 3.375 đô la Mỹ trong 24 giờ gần nhất giá Bitcoin biến động khá mạnh, giao dịch cao nhất tại 66.625 đô la Mỹ và thấp nhất ghi nhận tại 62.285 đô la Mỹ. Trên Vicota, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,42 đến 1,486 tỷ đồng giá mua và giá bán. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua rơi vào khoảng trên 46,1 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường ghi nhận tại 1.176 tỷ đô la Mỹ. Bitcoin gần đây biến động thất thường. Trước khi rơi tự do trong phiên hôm nay, tiền ảo hàng đầu có mạch tăng đáng kinh ngạc từ đầu tháng sau thông tin. Ủy ban chứng khoán Mỹ xét có thể bật đèn xanh cho các quỹ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, ETF Bitcoin cuối tuần trước. Từ đầu năm 2021, Bitcoin đã hai lần bùng nổ về giá. Dù thị trường tiền số trải qua nhiều biến động từ những lo ngại về tiêu tốn năng lượng để khai thác, sự siết chặt quản lý của các nước trong đó có các động thái cứng rắn của Trung Quốc. Nhiều tiền ảo hàng đầu cũng nhanh chóng lao dốc theo Bitcoin. Cụ thể, Ethereum giảm 1,23% về 4075 đô la Mỹ, Binance Coin giảm 5,4% về 474 đô la Mỹ, Canada giảm 1,79% về 2,15 đô la Mỹ, Ripple giảm 3,8% về 1,09 đô la Mỹ, Polkadot giảm 3,35% về 42,9 đô la Mỹ. Nhóm 10 tiền ảo hàng đầu vẫn có một số giữ được tăng trưởng như Tether, USD Coin nhưng ở mức rất thấp dưới 1%. đặc biệt có Solana tiếp tục tăng trên 8%. Tính chung 7 ngày qua, tiền ảo này tăng 24,1%. Tổng vốn hóa toàn thị trường sáng nay ghi nhận ở mức 2.550 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,23%.